Các bạn thân mến, triển vọng cực kỳ lạc quan là nhận định của hầu hết giới chuyên gia và giới đầu tư về giá vàng năm 2021. Theo đó, mức giá đỉnh năm 2020 sẽ sớm bị loại bỏ, thay thế vào đó, kim loại quý đang hướng tới mức cao hơn, cao nhất mọi thời đại mới vào năm 2021. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi sáng ngày 4 tháng 1 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất vào phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 4 tháng 1 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng vừa kết thúc một năm bội thu khi các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, Bitcoin trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Kết thúc năm 2020, giá vàng đã tăng khoảng 373 USD trên ounce so với năm 2019. Đà tăng của kim loại quý cũng được hỗ trợ của đồng bạc xanh giảm giá, làn sóng kích thích kinh tế chưa từng có từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Sang năm nay, năm 2021, kim loại quý vẫn được giới chuyên gia dự đoán sẽ tiếp tục tăng giá và hướng tới năm tăng khả quan nhất trong một thập kỷ qua. Và theo ghi nhận, chốt phiên giao dịch năm 2020, giá vàng thế giới hiện đang được giao dịch ở ngưỡng 1898 đến 1899 USD trên một ounce. Vậy thì ở đây, triển vọng nào cực kỳ lạc quan đối với giá vàng ở thời điểm hiện tại? Mặc dù thị trường vàng thế giới đang vật lộn để vượt lên 1900 USD trên một ounce, đà tăng của kim loại quý vẫn chưa kết thúc vì tâm lý của các nhà đầu tư bán lẻ vẫn cực kỳ lạc quan trước thềm năm mới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong tuần trước, trong khoảng 2.000 nhà đầu tư cá nhân tham gia trong cuộc khảo sát triển vọng giá vàng năm nay, năm 2021 của Kitco News, trong đó có 1.646 ý kiến tương đương khoảng 84% dự báo kim loại quý này sẽ vượt ngưỡng 2.000 USD trong năm nay. Mức giá trung bình của những người dự báo tăng trên là 2.300 USD trên ounce. Trong đó nhóm tích cực với 266 người tương đương khoảng 14% cho rằng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 2.500 cho đến 2.600 USD trên ounce. 152 người khác tham gia tương đương khoảng 8% dự báo kim loại quý sẽ tăng vọt trong năm sau và đạt trên 3.000 USD trên ounce. Số lượng nhà đầu tư dự báo giá vàng đi ngang chỉ khoảng 11% tương đương 212 người. Họ dự báo rằng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 1.900 cho đến 2.100 USD trên ounce. Với triển vọng của các nhà đầu tư bán lẻ tương đối phù hợp với dự báo của năm 2021 của các nhà phân tích, hầu hết các ngân hàng lớn đều kỳ vọng giá vàng sẽ đạt trung bình trong năm 2009 USD trên một ounce. Một số ngân hàng như là Goldman Sachs, Commerzbank và CIBC dự báo giá vàng đạt đỉnh quanh mức là 2.300 USD trên ounce. Các nhà phân tích không chỉ lạc quan về vàng, khi các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo cho đến năm 2021, mà áp lực lạm phát gia tăng do kinh tế phục hồi trong nửa cuối năm dự kiến sẽ giữ lãi suất thực ở mức thấp đến âm, và đó cũng là lý do khiến kim loại quý này sẽ giữ được đà tăng giá. Ngân hàng Wells Fargo cũng đưa ra dự đoán trong năm nay, năm 2021, giá vàng có thể lên mức 2.100 USD đến 2.200 USD trên ounce. Dù kinh tế thế giới phục hồi mạnh mẽ, các mức lãi suất thấp và chính sách nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ cho thị trường kim loại quý này. Và những yếu tố nào đang chứng tỏ rằng giá vàng đang hướng đến mức cao nhất mọi thời đại mới? Theo giám đốc giao dịch toàn cầu của Kitco Metal, Peter Hume, mức cao nhất của vàng năm 2020 sẽ sớm bị loại bỏ nếu lạm phát tăng 2.500 USD đến 3.000 USD trên ounce, là mức giá vàng có thể đạt được nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ lỏng lẻo. Trên trang Kitco News, giới chuyên gia cũng nhận định các động lực chính đằng sau đà tăng của giá vàng vẫn đang diễn ra như kích thích chính sách tiền tệ nới lỏng và đồng USD suy yếu, cũng như lo ngại lạm phát và lo ngại giảm giá tiền tệ. Vàng đang chuyển sang mức an toàn trong bối cảnh thế giới không chắc chắn. Chúng tôi vẫn tin rằng giá vàng sẽ có xu hướng cao hơn trong năm nay, năm 2021, khi lạm phát gia tăng và lợi suất thực tiêu cực, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của tập đoàn ING Nguyên Ni Giao nói. Thêm vào đó, chiến lược gia trưởng thị trường của Brooklyn Future Philip Chaley lưu ý rằng yếu tố quan trọng cần theo dõi vào tuần tới là thị trường hoạt động như thế nào trong 5 ngày giao dịch đầu năm. Tuần đầu tiên của năm thường cho biết những gì đến vào cuối năm. Nếu các nhà đầu tư xem vàng là tài sản tốt hơn vào năm 2021, họ sẽ tích cực gia tăng vốn đầu tư vào vàng và kim loại quý sẽ hoạt động tốt hơn trong năm.
Tuy nhiên, ông Cherry cũng ra dự đoán phần lớn diễn biến tích cực của giá vàng trong nửa cuối năm 2021. Cụ thể như sau, vàng sẽ giao dịch ở mức 1950 đến 2000 USD trên ounce trong quý 1 và quý 2 năm 2021. Sau đó, kim loại này tăng lên tới 2100 USD trên ounce và có thể hạ 2250 USD trên ounce vào cuối năm, theo chiến lược gia trưởng của Berlin Future khẳng định. Quý vị và các bạn thân mến, quay sang với thị trường vàng trong nước, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất vào phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng 4 tháng 1 năm 2021 để quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 5.560.000, bán ra 5.615.000. SJC Hà Nội mua vào 5.560.000, bán ra 5.617.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.560.000, bán ra 5.620.000. Doji Hà Nội mua vào 5.540.000, bán ra 5.625.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.555.000, bán ra 5.615.000. Tại Phú Quý STC mua vào 5.565.000, bán ra 5.625.000. Mi Hồng mua vào 5.585.000, bán ra 5.620.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.580.000, bán ra 5.624.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.550.000, bán ra 5.610.000. Ngân hàng SCB mua vào 5.540.000, bán ra 5.600.000. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.509.000, bán ra 5.574.000. PG nhẫn 24K mua vào 5.500.000, bán ra 5.550.000. Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.560.000, bán ra 5.617.000. SJC Nha Trang mua vào 5.560.000, bán ra 5.617.000. SJC Cà Mau mua vào 5.560.000, bán ra 5.617.000. SJC Bình Phước mua vào 5.558.000, bán ra 5.617.000. SJC Huế mua vào 5.557.000, bán ra 5.618.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.560.000, bán ra 5.615.000. SJC Miền Tây mua vào 5.560.000, bán ra 5.615.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.560.000, bán ra 5.615.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.562.000, bán ra 5.620.000. Tiếp theo là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhẫn bố số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 5.490.000, bán ra 5.545.000. Vàng bố số 9 mua vào 5.455.000, bán ra 5.525.000. Vàng 24K mua vào 5.370.000, bán ra 5.470.000. Vàng 18K, vàng 14K và vàng 10K, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.